nhanh 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 nhanh, chọn một chồng đi nào, đặt tiền cược đi. Xem ra nhà cái không may mắn lắm. Đánh nè. Tôi đã giành hơn 9 điểm. Sáu con tướng, ù rồi. Thắng rồi. Đây là ván đầu tiên có ù đó. Cuối cùng tôi cũng ù rồi. Tiếp tục đặt cược đi. Chơi đủ chưa? Tốt hơn hết thì mau dẹp hết đi. Mới thắng được ván đầu tiên thôi. Để tôi cho thêm vài ván nữa đã. Có phải là cậu không chịu dọn dẹp đi đúng không? Để tôi nói cậu biết. Cởi đồng phục ra thì chẳng phải mọi người đều như nhau hay sao? Cậu nghĩ cậu muốn làm gì cũng được sao? Chuyện gì ầm ĩ vậy? Đội trưởng, cậu ấy đánh bài ăn tiền, nhưng em nói thu dọn đi thì cậu ấy lại không chịu. Cậu ấy phạt tiền người khác trong khi cậu ta làm sòng bãi trong đây. Cậu lại nhảy cái gì vậy hả? Còn dám nói nữa. Bây giờ tôi nói muốn cậu dẹp hết đi, nghe rõ không? Ghi lại số thứ tự của cậu ta. Dọn thì dọn, sau này tôi cũng sẽ mua một chức vị cao. Nói cậu đó, cậu muốn được chức thì sao hả? Dù sao thì tôi vẫn sẽ là cấp trên. Cả đời này tôi sẽ dắt mũi cậu đi thôi. Dắt mũi tôi không tin đâu. Nè, chúng ta mở ra chơi tiếp. Nè, ăn thử xiên cá trước đi. Gần đây anh có vẻ sống tốt hơn. Đương nhiên rồi, chỉ thiếu 5 đồng nữa là đủ 10 triệu đó. Ba ơi, vậy con cho ba 5 đồng đi. Vậy là ba đã có 10 triệu rồi. Đừng có nói là thiếu 5 đồng nữa đó. Thôi đi, đừng có chọc ba mày nữa. Em trai, cầm 5 đồng này coi như quà sinh nhật anh tặng vậy. Cảm ơn anh. Muốn đi coi phim hay không? Dạ muốn. Vậy thì đi thôi. Cái gì này sao có mùi thiêu vậy? Để tôi đổi cho. Ba ơi, người ta bán hết sạch vé rồi. Sao lại bán nhanh như vậy được chứ? Họ chỉ muốn bán vé ở chợ đen thôi. Để cái thằng kia hết trò quậy rồi hả? Vé đây, ai muốn mua vé không? Thí sinh đi xem phim hả? Tất nhiên là đến đi xem phim rồi, chẳng lẽ đến xem ông? Tôi muốn mua hai vé suất chiếu 5 giờ rưỡi. Suất 5 rưỡi bán hết rồi, chỉ còn 7 giờ rưỡi thôi. Chứ đây là cái gì? Mấy vé này đã có người khác đặt trước rồi. Để lại cho tổ tiên nhà ông hay sao? Vậy không được đâu, đừng có làm khó tôi mà. Cảnh sát là muốn làm gì làm thì sao? Cái gì chứ? Cái gì? Có gan nói lại thử nữa xem. Dù là cảnh sát đi nữa cũng không thể ngang nhiên như vậy chứ. Cảnh sát không thể ngang nhiên, hống hách. Nhưng mà có thể dạy cho một bài học bất kỳ lúc nào đó. Nhìn ông thật đáng ghét. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Còn không mau cút đi. Biến xa tôi ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Ủa vui lắm hả? Không phải là đi bộ. Ba tôi muốn ông cút ngay đó. Con trai tôi cầm cút ngay đó. Mau cút đi. Đồ khốn. Nhìn gì mà nhìn? Có gì hay ho mà nhìn chứ? Thấy ba sao hả? Rất oai phong. Ba ơi, đi coi phim thôi. Ok, chúng ta vào thôi. Chồng nhỏ hỏi đường, chồng lớn dãy đuôi. Nè, đừng có phá nữa. Người toàn mồ hôi, về nhà phải tắm cho hai đứa ngay. Còn giỡn nữa. Nè, con nghĩ mình mạnh lắm sao? Để ba cho con biết thế nào là sức mạnh của chân đuôi hổ. Đá thêm một phát nữa. Nếu học hành mà cũng hăng hái vậy thì tốt biết mấy. Vẫn còn đùa giỡn hả? Con muốn ba đánh cho một trận hay không? Có tin là ba cho con một bài học hay không? Tên khốn nạn đâm tao hả? Bắt hắn lại. Bắt tên khốn nạn đó lại. Đi chết đi. Đồ bỉ ổi. Dám đâm tao hả? Cảnh sát đánh người, cứu tôi với. Ý là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm sao? Thank you.
đứng lại, xong lại đánh ba của tôi. Mày đi chết đi. Ba, anh ơi, anh tỉnh lại đi. Không sao, sẽ không sao đâu. Anh à, anh tỉnh dậy đi mà. Ba ơi, chúng ta phải làm gì đây? Đừng có khóc nữa. Anh ơi, anh ơi, đừng có chạm vào con. Đệ à, à đệ, phi hổ tinh nhuệ, nhân gian có tình. Hàng năm có hàng trăm cảnh sát nộp đơn đăng ký thi tuyển để trở thành thành viên của đơn vị nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi được chọn, ứng viên sẽ được đào tạo trong vòng 6 tháng. Có thể nói, các bạn là những cảnh sát tinh anh nhất trong những người tinh anh. Các đội viên phải cực kỳ nhạy bén, tùy cơ ứng biến, phối hợp chặt chẽ và tuyệt đối vâng lời. Tuyệt đối đừng bao giờ giết người vô tội vì sự bốc đồng của bản thân. Tuân lệnh. À để tôi sẽ đợi cậu. Đừng đợi tôi, cậu đi trước đi. Tạm biệt. Tại sao cô lại giữ đồng năm xu này? Đây là quà sinh nhật của tôi. Ai lại keo kiệt như vậy? Món quà sinh nhật năm xu. Cậu thì biết cái gì? Đồng năm xu bây giờ rất hiếm đó. Đi thôi. Hồng à, tối nay ở lại với anh có được không? Anh nằm mơ đi. Ông chủ Trần, ông chủ Châu, thật là ngại quá. Bọn em tới trễ rồi, để em giới thiệu với các anh. Kemi, em ngồi đây đi. Chào ông chủ Châu. Kitty, còn em ngồi bên này. Ông chủ Trần, ngồi xuống hết đi. Xin lỗi hai anh nha, chút nữa em sẽ quay lại trò chuyện cùng hai anh. Ngoan, nhớ tiếp anh chu đáo đó. Em biết rồi, lát nữa gặp lại. Em muốn đi toilet một chút. Lại đi, 3 phút đi một lần. Có phải bị viêm bàng quang rồi không? Người ta uống hơi nhiều mà. Uống đi, vậy mà uống nhiều cái gì? Sao không nói một lời nào? Anh tôi sẽ trả tiền mua cô hết hôm nay được chưa? Để em hỏi mẹ nuôi trước. Ngồi đây đi. Em sẽ quay lại sớm. Mẹ nuôi, sao con không vào trong? Được rồi, để mẹ sắp xếp.
Anh Cường à, thật sự xin lỗi nha. Thật ra đã có người mua thời gian của cô ấy từ rất sớm rồi. Và đưa cô ấy đi rồi. Cái gì? Vì đại gia nào cướp đi đồ chơi của tao? Dạ đâu có, chỉ là một vị khách quen thôi. Cái gì? Cô dám chơi anh tôi như một con lợn ngốc sao? Không thể nói như vậy được anh Cường, có phải vậy không? Không à, không phải uống nhiều quá rồi đó chứ. Người ta là khách quen, vậy hôm nay cô mới biết tôi sao? Làm gì có, anh Cường à, anh đừng tức giận như vậy mà. Em thật sự xin lỗi, mấy đứa đi trước đi. Ba dĩa, bảy giải, theo tôi nào. Thắng rồi. Tiểu nha đầu, càng ngày càng giỏi đó. Anh Kỳ hôm nay thật may mắn, cả cô gái bên cạnh anh nữa. Đoán rất chuẩn. Anh ba, anh chỉ giả vờ thua thôi. Đúng vậy, anh Kỳ là người rất giỏi trong việc đoán ngón tay. Nè, để tôi lĩnh giáo một chút. Đoán hai cái búa, hai cái búa. Anh ba thật ngại quá, tôi sẽ quay lại liền. Dạ cảm ơn anh Cường, nhớ kiểm tra toàn bộ đó. Dạ. Anh ba, lau mặt đi. Giỏi, thứ bảy này tôi sẽ cho thêm tiền tiếp. Xem anh kìa, không uống được thì đừng có cứu. Em không cần nói danh bằng giọng điệu đó. Sớm biết vậy đêm chết cho rồi. Anh nở hay sao? Sao không chứ? Nếu anh không ngồi ở vị trí này, anh cũng không quan tâm tới em đâu. Chỉ vì vài ngàn đô sao? Em thì biết cái gì chứ? Khi anh còn là cảnh sát, chỉ thiếu 5 xu nữa thôi là đủ 10 triệu đó. Vậy có cần mạo hiểm mạng sống của anh chỉ vì vài ngàn đô hay không hả? Đứng lại, đứng lại, đây là cái gì? Không được làm vậy, mà nó là đi. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được làm như vậy nữa. Nếu còn muốn ở đây kiếm sống, nếu sau này còn để tôi bắt gặp thì đừng có trách tôi. Cút đi, ra ngoài. Không ngờ anh vẫn giữ vững phong độ của ngày xưa khi còn làm cảnh sát đó. Tất nhiên. Hồng à, tối nay đến nhà của anh nha. Em biết rồi đó, người ta uống nhiều thì nhất định muốn phóng đãng hơn một chút. Nè, anh tự xử lý đi nha.
mập quá. Sao nữa? Mua cái giường mới đi, nó đang lung lay nè. Mua một cái giường mới liệu có ổn hơn không? Anh thấy thật tuyệt khi nó lắc mà. Em biết không, anh đã mua chiếc giường này lúc mới vừa kết hôn đó. Đó là chiếc giường kỷ niệm, làm sao mà thay cái khác được chứ? Nếu tốt vậy thì giờ anh đã không bỏ trốn cùng với người đàn ông khác rồi. Đồ ngốc, anh tỉnh hay chưa tỉnh gì? Tiểu đệ. Chú. Chà, lâu lắm rồi không gặp. Lấy cho cháu hai phần xôi đi. Ngoan quá, vậy ăn tối với ba hả? Chà phải, chú vẫn còn nghe bài hát này sao? Chú đã nghe hơn 10 năm rồi, giai điệu rất hay. Nghe thật buồn, thôi chú đừng có nghe nữa. Không nghe bài này, chỉ biết nên nghe bài nào bây giờ? Cảm ơn chú, bye bye. Hút thuốc gì chứ, làm thêm một hiệp nữa coi. Thôi anh tránh ra đi. Không được, hôi quá đi. Miệng của anh toàn mũi ói không à? Còn có cước mũi nữa kìa. Chắc là con trai của anh về đó. Tạm thời đừng có ra ngoài. Để à, sao nửa đêm về mà không gọi cho ba biết trước vậy? Nếu ba nói chuyện không tiện thì con đi trước. Không phải, con ngồi đi. Ngồi đi. Hồng à, em biết rồi, sẽ không để ai thấy đâu. Hồng à, anh làm cái gì vậy? Anh coi em là gái điếm sao? Không phải coi em là gái điếm, mà em là mẹ của chúng. Anh quen đưa tiền rồi, cầm tiền đi, để anh an tâm hơn. Để à, sao con về muộn vậy? Chào buổi sáng cô Hồng. Thôi em đi trước đây, tạm biệt. Con mua xôi cho ba kìa. Ba đừng có uống nhiều nữa có được không? Không uống thì sao ba có thể nuôi con trưởng thành? Ba nhắn tin cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại về. Sao không nói gì hết vậy? Câm hả? Con đi vào trại. Ba tưởng con chuyển ra ngoài rồi chứ. Con đang ở trại nào? Mũ xanh hả? Không phải. Không phải mũ xanh thì là trại nào? Là SDU. SDU, đội phi hổ. Thần kinh con có vấn đề sao? Làm gì không làm, lại đi làm trong đội phi hổ. Vào đó thì có gì không tốt? Biết bao người mơ ước được tham gia vào đội nhưng không đủ tiêu chuẩn đó. Người ta đi ăn cướp con cũng đi theo sao? Con có bao nhiêu cái mạng chứ? Nè, mới nói con có vài câu, con liền bỏ đi đúng vậy không? Từ trước tới nay những điều con làm, có lần nào bà cho là đúng không? Để à. Để à. Để à. Tiểu tử thúi, muốn mấy người nhắn tin cho thiệt là khó mà. Hồng. Anh ba. Hồng. Sao vậy? Cãi nhau với con trai hả? Làm gì có, là anh kêu nó đi trước đó. Chưa bắt được taxi sao? Tất nhiên rồi, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 4 giờ rồi, chắc taxi đang giao ca. Chỉ bằng về phòng của anh đi. Em còn nợ anh một lần đó. Thôi, mất công con trai anh quay lại xong lại bảo anh đi nữa. Không đâu, anh nói nó tối nay không về ngủ rồi. Đi lên thôi. Đang ngoài đường lớn đó, đừng có lôi kéo mà. Ok, nghe em hết. Buôn mai bán đất nha. Chúc mừng anh. Đẹp quá. Chào cô, tôi có thể giúp được gì không? Tôi muốn mua hai con này. Có thể cho tôi xem con này trước được không? Được. Để tôi xem nào. Nó không cắn đâu. Đáng yêu quá đi. Ừ,
Anh có nghĩ rằng sẽ thật tàn nhẫn nếu tách chúng ra không? Bây giờ không phải rất vui sao? Tôi sẽ không mang nó đi. Anh giúp tôi nuôi chúng được không? Được rồi, tôi giúp cô mua một cái chuồng lớn, sau đó nuôi chúng cùng với nhau. Được, được. Nằm xuống, nằm xuống. Đừng lại đây, đứng yên. Nhanh lên. Các đơn vị chú ý, có một vụ cướp tại trung tâm thương mại thành phố. 137 rõ. Mau đi thôi. Đứng yên, bỏ súng xuống. Bọn chúng chạy đi đâu rồi? Bên kia kìa. Đi. Tránh ra. Quỳ xuống. Tất cả đứng yên. Nếu các người không đi, tao sẽ giết hết con tin. Đừng có làm bậy, mà bỏ súng xuống. Đừng mà. Hoa, cô đang ở đâu vậy? Có nghe tôi nói không? Trả lời đi. Có một tên trộm muốn nói chuyện với đội trưởng. Sếp à, có một tên trộm muốn nói chuyện với đội trưởng. Được rồi, tôi là Thái Chí Vinh, là đội trưởng thanh tra quận Cửu Long. Có điều gì muốn nói, anh cứ nói với tôi. Mau chuẩn bị một chiếc xe cho bọn tao. Nếu không, tao sẽ giết tất cả con tin. Mọi người chú ý. Đi từ phía sau hành lang để lên lầu 3. Phía đông và tây được thông với nhau. Tổng cộng có 4 lối thoát hiểm. Theo thông tin của cảnh sát, 4 tên cướp đang trốn trong khu mua sắm và đang bắt cóc vài người để làm con tin. Chúng tôi tin rằng cảnh sát đã phái đội phi hổ đến hiện trường để hỗ trợ. Có một chiếc ô tô đang tiến lại gần. Điều có phải là đội phi hổ không? Tình hình sao rồi? Các cậu đến đúng lúc lắm. Đội trưởng Trần đang ở bên kia. Mời đi theo tôi. Mọi người qua đó trước đi. Mục tiêu hành động của chúng ta bây giờ là 4 tên tội phạm có trang bị súng lục. Chúng đang bắt giữ 4-5 con tin. Hiện tại cảnh sát đã sắp xếp một chiếc ô tô dừng ở bãi đỗ xe. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 tiểu đội, phục kích ngay tại các lối thoát hiểm, chặn lối thoát của chúng. Đã rõ chưa? Rõ. Hành động. Các người mau ra ngoài, nếu không ta sẽ giết chúng. Tránh ra. Đừng có làm loạn. Nhanh chân lên. Đừng lại gần. Ta sẽ một phát bắn chết chúng đó. Bình tĩnh đi. Mau lên. Mau lên. Đưa con bé này lên xe luôn. Tôi vô tội, xin đừng bắn mà. Đứng lại. Nếu không ta sẽ bắn ngã. Tao nói là làm đó. Lên xe. Khốn nạn.
Khốn nạn mà. Ra ngoài. Cô có sao không? Tôi đi được chưa? Tôi chờ đây lâu lắm rồi đó. Cô ký tên chào là có thể đi. Nè, anh viết sai chính tả hơi nhiều đó. Bye bye. Thiếu đệ, tối nay đi hát karaoke không? Đi hát hay là đi với em nào hả? Cả hai luôn. Cứ vậy nha, hẹn 12 giờ tối nay vậy. Gặp nhau trước trụ sở chính, ok? Nè, không cần phải chờ tôi đâu. Cô gọi tôi hả? Tôi nhớ ra anh rồi. Anh tới đây làm gì? Không có gì, anh không sợ cô gặp rắc rối thôi. Nên kêu chúng tôi đến đón cô về. Không cần đâu, tôi còn có hẹn. Tiểu thư à, đừng có vậy mà. Anh Khôn đã giao phó. Nếu không đón được cô về thì chúng tôi ăn nói làm sao với anh Khôn đi. Tôi sẽ giải thích vô mấy sao. Đi rồi. Nếu anh Khôn không thấy cô trở về, chúng tôi sẽ bị phạt đó. Canh về trước đi. Tiểu thư đi đâu vậy? Nè, cô làm gì vậy? Không có tiền đi taxi, anh mau lấy xe đi. Mấy người lúc nãy là anh em chú bác của cô hay sao? Không phải, họ làm gì cho ba của tôi? Ba cô làm nghề gì? Ba tôi là người đứng đầu. Rốt cuộc là làm gì? Là chấn chỉnh các quan chức giống như anh đó. Cô thật lạc hậu. Bây giờ là cảnh sát quản họ mới đúng. Ba của cô lại chứ. Nước khoáng. Cảm ơn. Một ly bia. Cảm ơn. Kể cho tôi nghe một vài điều gì đội phi hổ đi. Tôi không có thói quen kể cho người khác nghe về công việc của mình. Tại sao khi làm việc anh lại đeo mặt nạ? Tôi nói rồi, tôi sẽ không trả lời cô. Tôi cũng không cần anh trả lời, tôi chỉ hỏi thôi. Nè, khi chúng tôi đeo mặt nạ, cô cảm thấy như thế nào? Nhìn mạnh mẽ hơn không? Tất nhiên rồi, khi đeo mặt nạ trông rất lạnh lùng, mạnh mẽ. Nói như vậy, sau này tôi gặp cô thì tôi nên đeo mặt nạ hay sao? E rằng tới lúc đó anh nên bịt mắt lại luôn đi. Như vậy trông sẽ càng uy phong hơn. Tôi nghĩ sợ cảnh sát nên thuê cô. Vì cô rất lợi hại, chỉ nhìn vào mắt tôi một lần mà đã nhận ra tôi. Vì anh có một đôi mắt đa tình. Như vậy nhìn đỡ hơn chưa? Có chút hào quang nào tỏa ra hay không? Chúng ta có được coi là bạn bè không? Nếu chúng ta là bạn thì sao? Vậy anh có chuyện chết gì tôi không? Cô nghĩ là tôi sẽ chết vì người khác hay sao? Một người bạn mới quen được 3 tiếng à? Anh có thể mạo hiểm mạng sống của mình vì những người không quen biết. Vậy tại sao anh không thể hy sinh vì bạn bè? Nghe thật ngớ ngẩn đó. Nhưng mà cô cũng nói ra được. Tôi đi nghe điện thoại một chút. Trạm 119 nghe, 3322. Mật khẩu, không có mật khẩu. Ba của bạn muốn bạn cùng ăn tối tối nay. Ông ấy nhắn bạn đến hộp đêm tìm ông ấy. Cảm ơn. Nè, bye bye. Hai ngày nữa tôi sẽ trả lại xe cho anh. Trả xe lại cho tôi. Thưa anh vẫn chưa thanh toán tiền. Được rồi, tôi vào thanh toán đi.
Nè, quán tôi xây đi. Anh qua à, kỹ năng đoán của anh thực sự quá đỉnh rồi. Tôi không phải đối thủ của anh. Nếu vậy thì cùng một ly coi như phạt nè. Nè, xin lỗi nha anh ba, anh có điện thoại. Anh ngồi đây một chút tôi sẽ quay lại ngay. Thật ngại quá anh qua, không sao. May quá, tối nay anh không thể say được. Tối nay anh còn phải gặp con trai nói chuyện nữa. Em thật là thông minh. Không phải, anh Khanh đang bị người ta đánh ở dưới lầu. Cái gì? Nhanh đi, mau xuống dưới đi. Anh Khang đâu? Ở bên đó. Phải có chịu nói không? Toàn à, cậu muốn đánh chết cậu ta sao? Để mặt tôi có được không? Anh béo tôi đã để mặt anh rồi đó. Nếu không tôi đã đánh cậu ta ngay trong quán rồi. Tiếp tục đánh đi. Đừng có đánh nữa mà. Sao mày dám ăn trộm đồ của anh Khôn? Tôi không có lấy thật mà. Khang, cậu lấy của người ta cái gì mau trả lại đi. Anh ba, em thật sự không có lấy mà. Không lấy, thật sự không có lấy. Anh Khôn, anh Khôn. Tên khốn này, đánh như vậy cũng không chịu nói. Anh Khôn, thật sự không liên quan tới em mà. Khang à. Khang, mau nói đi. Nếu không sẽ bị đánh chết đó. Là băng nhóm cửu nha làm. Anh Khôn, có thể tha cho nó được không? Khi nào tới lượt mày lên tiếng hả? Cái tát này là của cậu hay là của anh Khôn? Là của tao đó. Tên khốn này. Toàn à, lên xe. Liệu hồn mày đó. Khang à, cậu có sao hay không? Mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Nhanh lên. Anh ba, anh không sao chứ? Anh thiệt ngốc mà, sao liều dữ vậy? Em mới nói gì? Em chỉ nói sự thật thôi. Sao hôm nay con về sớm vậy? Đúng vậy, sớm hơn mọi ngày. Vậy để ba đưa con ra ngoài ăn tối vậy. Con không đói. Con rất mệt. Con phải đi ngủ đi. Nghe Toàn nói, con mới quen một tên cảnh sát hả? Con không muốn nói nữa, con đi ngủ đi. Nè, đắp khăn sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Anh thấy sao rồi? Anh còn uống nữa. Mày đánh tao hả? Tao bắn một phát là mày chết mày luôn. Đồ khốn nạn. Đừng có lãng phí thuốc nữa, bỏ xuống đi. Em bắt nạt anh. Tiểu đệ, sao đến trễ chứ vậy? Mau đỡ ông ấy dậy đi. Cô không phải lần đầu. Mau tỉnh dậy đi. Nhưng đây là lần đầu cậu đến đón ông ấy. Đi thôi. Làm phiền rồi. Tôi không có say, tôi tự đi được mà. Tôi không có say. Anh Quân, tên mập đã xuất hiện rồi. Là cảnh sát đó, cất hết gậy đi. Taxi. Taxi. Lên xe đi, đừng có ồn ào nữa. Lái xe đi. Tới rồi. Ba tỉnh lại giùm một cái đi. Trời ơi, anh nói đè trên xe của tôi rồi, tính làm sao đi? Bác tài xin lỗi nha, thật sự xin lỗi. Đây là 200 đô, rửa xe giùm tôi nha. Tôi trả anh 200 đô, anh rửa xe cho tôi đi. Anh vừa mới nói gì, có tin tôi đánh anh không? Anh nói xong chưa? Lấy xe đi đi.
ta làm dơ xe người ta rồi còn hung dữ nữa. Anh ta nói sẽ đánh ba đó. Để à, đánh hắn đi con. Bà đã ối trên xe người ta rồi còn đòi đánh người ta nữa. Để ba gọi anh ta bắt con. Ba có phải là cảnh sát không? Có phải ba của cảnh sát không? Ai dám không gọi ta là ngài, ta sẽ đấm vào mũi hắn. Thế này cũng tự cho mình là cảnh sát sao? Ba như vậy gọi là lưu manh đó, ba có biết hay không hả? Làm gì vậy? Nè, tỉnh dậy đi. Đừng có nhìn tôi, quay mặt ra chỗ khác đi. Mà cô bị sao vậy? Tôi không thể để người khác nhìn thấy mặt mình lúc mới thức dậy được. Mà quay mặt đi chỗ khác đi. Không ai bắt cô ngủ ở đây hết. Tôi đợi anh cả đêm rồi đó. Bây giờ ngủ ở đây cũng không được hay sao? Anh mau quay mặt đi chỗ khác đi. Cô mặc quần áo đầy đủ, tại sao tôi phải quay mặt đi? Nói chung là anh quay mặt đi đi, năn nỉ anh đó. Là cô năn nỉ tôi đó. Lý Văn Kiệt, 28 tuổi, độc thân, mang mầm bệnh S. Trả lại cho tôi. Trả lại đi. Chìa khóa. Tôi có nói là trả xe cho anh hay sao? Không phải trả xe cho tôi. Vậy cô đến đây làm gì? Tôi đến đây nói với anh là tôi mượn xe anh thêm một ngày nữa. Tôi muốn chở bạn tôi đi hóng gió. Nhưng nếu bạn tôi không đi thì tôi sẽ trả xe lại cho anh. Cô giỡn đủ chưa vậy? Ai giỡn với anh chứ? Anh không phải bạn tôi sao? Để mặt tôi chút đi. Đứng dậy. Tôi kêu cô đứng dậy có nghe thấy không? Đứng dậy đi. Đồ hẹp hòi. Cô ngồi ghế bên cạnh để tôi cầm lấy. Thật ra anh cũng khá dễ tính đó. Chìa khóa của anh mất rồi. Ngân hàng dữ liệu mà không cài mật khẩu. Tôi mới thấy cô rất dễ dãi. Không hỏi ai đã mang chìa khóa của người ta đi rồi. Còn ngủ trên xe của tôi suốt cả đêm nữa. Nè, cô làm gì vậy? Tôi sẽ dạy anh lấy xe, không cần phải sợ đâu. Quẹo một chút, đúng rồi. Nguy hiểm đó. Quẹo thêm một chút nữa. Anh sợ gì chứ? Quẹo qua một chút, đúng rồi. Nè, đụng xe người khác bây giờ đó. Có tôi ở đây rồi anh đừng có lo. Tôi vẫn đang nhìn anh kia mà. Quẹo về phía tôi một chút, đúng rồi. Như vậy không tốt sao? Tôi đang giúp cho anh đó. Bỏ tay xuống đi. Sao phải vội vàng vậy? Tôi vội để đi mua vé. Đừng có kéo tôi. Nhanh lên nào. Xin tránh đường. Nhanh lên. Nhanh lên. Vé bán hết rồi. Lại kia mua vé đi, nhanh lên. Có chuyện gì? Hết chỗ ngồi rồi. Tất cả đều tại, cho đi mua vé sớm rồi. Là cô thích đi xem phim, còn tôi đâu có thích.
Vậy anh vui rồi chứ? Không muốn cũng không xem được. Đây đâu phải bộ phim cuối cùng đâu. Có thể đồng ý một yêu cầu nhỏ của tôi không? Nói tôi nghe trước đi, xem tôi có làm được không đã. Chắc chắn anh làm được. Cô nói đi. Tôi muốn anh thích tôi cho đến khi bài hát kết thúc. Bài hát này chỉ có 3 phút 3 giây. Ngắn vậy có đủ không? Tôi chỉ cần mối tình 0,54 phút thôi. Cô đang nói cái gì vậy? Anh nói chuyện với tôi với âm lượng dưới 20 decibel thôi. Nếu không, anh sẽ phá vỡ bầu không khí lãng mạn này đó. Anh biết chưa? Nè, trời đang mưa mà. Anh đúng là lý trí, không có gì thú vị hết. Mưa lớn quá. Sao anh lại xuống xe vậy? Tôi quyết định bỏ đi 2/3 lý trí của mình. Dùng 3 phút này để cùng làm những trò ngốc nghếch với cô. Anh mới ngốc đó. Vui mà đúng không? Nào tới khiêu vũ đi, nhảy giống tôi nè. Sao anh cứ đứng im vậy? Tới đây nhảy đi. Uống rượu đi, đưa tôi chai rượu. Uống đi, uống cạn luôn. Nè, bài hát sắp kết thúc rồi. Ý anh là anh hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ gì? Cảm ơn. Tôi thấy ca sĩ này hát rất hay đó. Đặc biệt là khi hát bài này. Có thể nghe lại lần nữa không? Khi nào cô tìm ra nha cậu? Yên tâm đi anh Khôn. Con về phòng trước đi. Tiểu thư. Bắt được hắn ta là chúng ta xong chuyện. Nói thì dễ lắm. Anh Khôn. Tao sẽ giết cả nhà hắn. Mấy cậu cũng cho dây nặng lãi giống người ta. Nhưng các cậu đã làm được gì rồi? Em nói anh Hưng đi thu tiền rồi. Hưng hả? Là tiền đó. Sao cậu có thể bảo người khác đi thu giùm chứ? Anh có nhầm lẫn không vậy? Ba, suốt ngày chơi mấy cái khẩu súng giả này có gì vui chứ? Bữa sau ba sắm cho con cái súng thiệt mà chơi. Dạ được. Con muốn ăn món gì? Ăn cua. Muốn ăn cua hả? Mang cua qua đây. Có chuyện gì hả anh Cửu? Lấy 2 con cua đông lạnh, lựa con nào tốt tốt đó. Dạ được, thêm 1 ít thịt heo nướng cho trẻ con nữa. Anh Cửu. Thật trùng hợp. Anh đang ăn cùng gia đình sao? Toàn, nghe nói dạo này cậu làm ăn được lắm đúng không? Sao bạn anh được chứ? Anh đừng nói vậy mà, vậy em có việc đi trước đây. Ngon quá, uống thêm canh đi, rất bổ cho con đó. Đại ca. Mau đi thôi. Đuổi theo hắn. Ba. Tránh ra. Trốn vào trong đi. Tránh đường. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát à, có mấy người bị bắn chết rồi. Vẫn còn ở bên trong đó. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Ở đây đã có chúng tôi xử lý. Đại ca, mau đi thôi.
Chủ nhà, mày ra đi. Đại ca, cảnh sát tới rồi, không đi sẽ không kịp đâu. Chết tiệt, mau ra đi. Ra đi, ra đi mau. Mày ra đây mau lên. Cứu con với. Mày không ra, tao bắn chết nó đó. Cứu con với ba ơi, cứu con. Thả con trai tao ra, muốn giết thì giết tao đi. Ba, đại ca mau đi thôi. Mày cũng đi chết đi. Ba, ba tỉnh lại đi mà. Ba tỉnh lại đi ba. Ba ơi, ba không được chết mà. Ba ơi, tỉnh dậy đi, đừng chết mà ba. Ba đừng rời xa con mà. Mày à, có thấy anh ba ở đâu không? Hình như anh ấy đang ở phòng số 6. Phòng 6, đâu có khách đâu ta. Nè. Nè. Nhưng lúc canh còn nóng, anh ăn một chút đi. Xem tốt với anh gì. Sao? Anh có quà tặng em sao? Không phải. Thật là vô tâm mà. Là sinh nhật của thằng con anh. Anh kiếm cả ngày trời mới ra đó. Tặng cái gì cũng vô ích thôi. Cha con hai người nhưng sẽ gây gổ với nhau. Hãy gặp nhau là lại tranh cãi. Em thì biết gì chứ. Em chưa sinh con xem hiểu được chứ. Vậy có biết con trai của mình đang yêu một tiểu long nữ hay không? Tiểu long nữ nào? Là con gái của Long đại ca đó. Long đại ca nào? Con gái của Hồng Khôn đó. Vậy thì sao? Em chỉ lo một ngày nào đó con trai anh sẽ trở thành dương quá. Thôi, ăn miếng canh đi. Đến lượt em rồi đó. Có còn hai không? Đánh xuống đi. Hai hả? Anh yêu, xử lý bọn họ đi. Nè mọi người đừng đánh nữa, hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Chưa tới 12 giờ thì chưa phải là sinh nhật cô ấy đâu. Đừng có đánh nữa mà. Tới giờ rồi. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đừng có đánh nữa. Bánh sinh nhật tới đây. Chúc mừng sinh nhật, chúc cậu mọi điều may mắn và hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật anh. Tiểu Cần à, chúng ta về thôi. Đi nào. Tiểu đệ à, chúng tôi về trước nha. Bye bye. Tiểu đệ à, anh nói bye bye một lần nữa cho em nghe coi. Cái gì? Nói bye bye một lần nữa cho em nghe thử. Nói đi. Bye bye. Anh đang có tâm sự gì đó, đúng không? Nhưng lại giờ như không có gì xảy ra.
Còn nhiều điều em không biết lắm. Hôm nay là sinh nhật của anh, nên đừng nói với em những điều không vui. Đừng khiến em cũng không vui theo. Được thôi, chúng ta uống rượu tiếp đi. Anh vẫn còn buồn sao? Rượu này để em uống. Buồn chuyện gì cứ nói cho em nghe đi. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh. Em còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Người chết thì anh nhớ, còn người đang sống sợ sợ ở đây thì anh không quan tâm. Quan tâm em ư? Em chết chưa? Ba, đồ quỷ xanh, đến rồi đi liền chứ gì. Ba đến sớm vậy? Đi làm trễ thì phải đến đây sớm thôi. Sao đến mà không mang theo nhang? Đốt tiền vàng đi. Gần đây con đang rất thân thiết với một cô gái, có đúng vậy không? Dạ. Vậy sao không dẫn về cho ba gặp mặt? Ai mà biết được là ba muốn gặp cô ấy hay không? Không biết ba cô ấy là ai không? Con thân thiết với cô ấy chứ không phải ba của cô. Nhưng ba cô ấy không thích con qua lại với con gái của ông ta. Nhưng mà con thích. Ba cô ấy là người đứng đầu xã hội đen đó. Muốn giết con lúc nào cũng được đó. Xã hội đen thì sao chứ? Con là cảnh sát mà. Cảnh sát thì sao hả? Cảnh sát có thể ngang nhiên hống hách được sao? Đi về thôi. Đi về đi. Không về đâu. Tiểu đệ, anh gặp ba chưa vậy? Nè, có chuyện gì vậy? Anh đã gặp ba hay chưa? Con qua đây. Tiểu thư, tối qua con đi đâu?
Đi mua sắm, đi cùng với tên cảnh sát đó hả? Phải. Rõ ràng con biết rằng ba không thích nó. Ba không thích con ở chung với anh ấy. Trước đây ba cũng là cảnh sát mà, đổi công việc khác nên giờ sợ cảnh sát rồi hả? Thẻ visa đi Pháp của con được cấp rồi. Học kỳ mới cũng sắp khai giảng, chuẩn bị sớm đi. Tại sao nhất quyết muốn con đi chứ? Vì Hồng Kông không thích hợp với con đâu. Đúng rồi, Hồng Kông không hợp với con. Vì xã hội đen ở đây sao? Con nói gì hả? Ba muốn con đi là vì không muốn con thấy các người làm điều tàn ác. Nếu ba không đánh con thì con đi tắm đi. Khuya mọi người bảo trọng đó. Chà, nhìn cũng xinh quá ha. Cô đi mấy người? Một người. Một người, mời đi theo tôi. Cứ vậy nha, có thời gian thì ghé qua quán của em. Mời ngồi. Hồng tiểu thư có đúng gì không? Phải, tôi đến đi gặp giám đốc Lý. Được thôi, cô ngồi đây chờ chút, tôi đi tìm ông ấy. Ba mập à, mau lại đi. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Tiểu Long nữ đến rồi. Ở đâu hả? Tốt quá, anh cũng đang muốn gặp cô ấy. Sao nữa? Đừng có ăn nói linh tinh đó. Anh biết rồi. Hồng tiểu thư có phải không? Heidi, gọi cháu Heidi được rồi. Ở đây mọi người gọi là chú Ba Béo hoặc là anh Ba. Cháu gọi sao cũng được. Có hút thuốc hay không? Cháu có, nhưng thuốc của chú nặng đô quá. Chú biết rất rõ về ba của cháu. Khi còn làm cảnh sát, bọn chú cùng làm ở một quận. Bọn chú hay đánh bài cùng nhau. Anh không có hiện tại thì phát tài rồi. Chú Ba, sao chú với A Đệ hay cãi nhau vậy? Làm gì có chuyện đó chứ. Chỉ là hai cha con cùng nhau thảo luận mà thôi. Đứa nhỏ này rất cứng đầu. Sao vậy? Nó có làm cháu buồn phiền không? Để chú kêu nó sau này không làm phiền cháu nữa. Anh không bây giờ là triệu phú rồi. Con trai chú làm sao giới tới? Chú Ba, cà vạt của chú trông rất thời trang. Thật sao? Tiểu Hồng tặng cho chú đó, có hợp không? Cà vạt thì rất hiện đại, nhưng chú thì lại rất cổ hủ. Chú nghĩ đi, cháu là người sẽ bên cạnh A Đệ, chứ không phải là ba của cháu. Đó là cháu nghĩ vậy thôi, nhưng ba cháu đâu có nghĩ như vậy. Con trai của chú là cảnh sát, còn ba của cháu thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Chú Ba, nãy giờ nói tới nói lui, vẫn là chú lo A Đệ xảy ra chuyện, có đúng vậy không? Chú yên tâm đi, ba cháu cũng không quản được cháu đâu. Hai đứa còn quá trẻ để hiểu mà. Ok, coi như cháu không hiểu đi. Nhưng chú có dám chắc là hiểu được A Đệ không? Chú lúc nào cũng quyết định thay cho anh ấy. Nhưng anh ấy đâu có muốn vậy. Chú cũng chỉ là muốn tốt cho nó. Chú muốn quan tâm anh ấy thì có thể quan tâm bằng những cách khác mà. Chẳng phải chú vừa nói là anh ấy rất cứng đầu hay sao? Như vậy đi, để cháu là cầu nối trung gian. Cháu sẽ sắp xếp cho hai người ăn tối với nhau, bỏ qua những chuyện hiểu lầm trước kia. Không biết tiểu tử đó khi nào mới có thời gian rảnh rỗi nữa. Hai ngày trước là sinh nhật nó, chú đã mua một món quà mà không gặp để mà tặng nó được. Cháu giúp chú đưa cho nó nha. Trời, chú có phải là nam tử hán đại trượng phu không vậy? Bữa sau đi ăn tối thì chú tự đưa cho nấy có phải tốt hơn không? À, chú Ba, nếu muốn một cô gái lại đây ngồi thì phải trả bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến cháu chứ? Thôi đừng có đùa nữa, mau về đi. Năn nỉ chú đó gọi một cô đẹp nhất đến đây cho cháu đi, để cháu xem thử họ có cách gì mà khiến đàn ông say đắm tới vậy. Cháu thật sự muốn sao? Dạ. Xin lỗi, đổi hai ly khác cho tôi nha. Xin lỗi nha. Chúng tôi rất mẫn cảm với tiếng đổ dở. Không đùa đúng không? Tốt hơn hết là cháu ngồi đi. Để chú đi tìm một người xấu xí ngồi với cháu. Con bé này. Mang đến bàn số 4. Bia đi. Nè, làm gì vậy? Càng nhìn càng thấy giống. Giống gì? Giống ba của anh, mạnh miệng nhưng tim thì rất dịu dàng.
Em gặp ba anh rồi sao? Không lẽ chỉ con mới được gặp thôi sao? Em gặp ba anh làm gì? Là như vậy, em đi phỏng vấn, tình cờ đi ngang qua ba của anh thôi. Em xin làm công việc gì? Cung điện thứ 9 của châu Á. Ông chủ có thời gian nhớ đến ủng hộ nha. Được. Vì hôm nay anh sẽ mua hết thời gian của em vậy. Thanh toán. Thật ra ba của anh rất thương anh đó. Còn nhiều điều mà em chưa biết về ông ấy lắm. Em kể cho anh nghe một bí mật. Lúc nhỏ em ước gì ông già Noel là ba của mình, và ai cũng thích ông ấy cả. Sau này lớn lên, em mới phát hiện đó là một ước mơ ngớ ngẩn. Thì ra ông già Noel không hề có con. Cho dù ông ấy có cũng không muốn ông ấy làm cha mình đâu. Một năm chỉ gặp được có một lần thôi. Không phải đâu, ông già Noel mỗi năm chỉ ra ngoài được có một ngày thôi. Thời gian còn lại ông ấy đều ở trong nhà. Ông ấy bận gói quà, làm gì có thời gian quan tâm em chứ. Nếu ông ấy quan tâm anh thì anh sẽ thấy ông ấy thật phiền. Dạ cảm ơn 92 đô. Được rồi, anh không nói lại em nữa. Không cần thối lại đâu. Anh nói cho em biết, nếu em còn tranh luận với anh nữa thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Chúng ta đi bên này. Đi thôi. Trùng hợp gì? Đây là anh bạn cảnh sát của con sao? Cháu là tiểu đệ, thưa chú. Vào trong ngồi nói chuyện một chút đi. Tiểu đệ phải không? Tuổi trẻ tài cao. Nghe nói là thành viên của phi hổ đội có phải không? Thông tin của chú rất chính xác. Chúng tôi không thể đánh bại các cậu mà không có thông tin chính xác và nhanh chóng được. Nghề của chúng ta khác nhau mà. Cháu biết. Cậu biết gì? Cái tên Hồng Khôn, hồ sơ bản án ở sở cảnh sát còn dài hơn danh bạ điện thoại. Đệ nè, cậu biết rất ít về tôi. Tôi không những bảo thủ mà còn thích thể diện nữa. Thích người khác phải làm theo những gì tôi nói. Tôi rất yêu thương con gái Heidi, nhưng tôi không thích nó quen với cảnh sát. Bởi vì cảnh sát rất nguy hiểm. Bà đang nói gì vậy? Cậu rất thông minh. Cậu hiểu tôi nói gì chứ? Tôi thấy nghề cảnh sát không đáng để cậu làm. Làm cảnh sát thì kiếm được bao nhiêu tiền? Khi bạn cậu từ chức rồi về làm cho tôi đi. Tôi sẽ cho cậu cơ hội. Anh ấy không cần cơ hội của ba. Ba còn muốn giả bộ gì chứ? Có phải ba sợ rằng nếu anh ấy là cảnh sát thì sớm muộn gì ba cũng bị bắt không? Làm gì vậy? Cút ra. Tôi nói cậu biết. Nếu cậu còn lảng vảng bên cạnh con gái tôi sẽ chặt tay của cậu. Tôi cũng nói cho ông biết. Đừng để tôi bắt được ông. Nếu ông còn phạm tội nữa thì tôi chắc chắn sẽ bắt ông lại. Chúng ta đi thôi. Con gái tao thấy đó. Nè, đi đâu vậy? Em về trước đi, anh muốn đi dạo một lát. Em đi cùng anh. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh lại sao nữa vậy? Em biết rõ mà. Không sớm thì muộn anh cũng sẽ bắt ba của em. Tới lúc đó nhất định em sẽ hận anh. Có gì hận chứ, anh bắt được thì cứ bắt thôi. Em thực tế một chút đi, đó là ba của em đó. Anh mới là không thực tế đó. Anh sợ mấy sẽ chặt tay anh sao? Được. Vậy chúng ta chia tay đi. Dù sao em cũng thấy chúng ta không hợp. Thank you.
Nè, lái xe đi, để xem khi nào hai người chia tay. Đồ điên. Bắt lấy hắn. Làm gì vậy? Tránh ra. Chém chết nữa. Tránh ra. Đang làm gì vậy? Họ lấy xe đi. Đứng lại. Đuổi theo hắn. Tiểu đệ, Sam ơi, hôm nay doanh thu được bao nhiêu? Chỉ có hơn 10.000 thôi. Dạ. Anh ba. Anh Khôn. Anh Khôn mà, anh đến rồi sao? Mời đi bên này. Anh Khôn, sao trễ quá chị? Hồng à, đi xem thử gọi mấy cô em tới đây. Gọi tất cả họ tới đây. Không cần đâu. À Hồng, về đây một chai rượu ra, để anh uống với anh Khôn. Mời ngồi anh Khôn. Tôi đến tìm con trai của cậu. Mấy người trẻ tuổi bây giờ thích đi đây đi đó. Em cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Người làm cha như em cũng không thể quản được. Tôi hỏi một lần nữa. Con trai của cậu ở đâu? Anh muốn tìm tên tiểu tử đó sao? Để em nhắn tin cho nó. Sao hả? Cú đấm này là anh Khôn đánh đó. Em hiểu rồi. Em hiểu. Người làm cha làm mẹ cũng có chút lo lắng. Anh Khôn à, trước tiên hãy uống một ly rượu. Cậu đùa tôi đó hả? Dạ không. Anh Khôn à, không liên quan gì tới Tiểu Hồng đâu. Nếu con trai em đắc tội với anh, em sẽ ngay lập tức gọi cho nó. Anh Khôn à, tốt hơn hết cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Em thật sự không biết mà anh Khôn. Con trai cậu đang ở đâu? Em thật sự không biết mà. Em không biết thằng nhóc đó đang ở đâu cả. Chẳng phải cậu vừa nói sẽ uống cùng tôi hay sao? Vậy cậu uống hết chai này đi.
Anh ba, anh khôn mà, anh đừng có làm vậy mà. Tôi cảnh cáo con trai của cậu, nếu còn gặp con gái của tôi sẽ chặt tay của nó. Em thật sự không biết con trai em đã đi đâu. Nó có trốn cũng vô dụng mà thôi, trừ khi nó trốn cả đời. Anh ba, Hồng Khôn, nên động vào một sợi tóc của con tôi liều mạng với anh đó. Tôi thay đổi ý định rồi, tôi sẽ lấy mạng của nó. Anh Khôn, em xin lỗi, em lỡ lời mà, xin anh tha lỗi cho em. Cậu nói không sai, tôi muốn xem cậu liều mạng với tôi như thế nào. Anh Khôn mà, em xin lỗi mà, là mày đã hại chết con mình đó. Anh ba, anh Khôn, em xin lỗi mà, xin tha lỗi cho em đi anh Khôn, xin anh trọng lượng tha thứ mà. Chúa Giê-xu đã từng nói với người Do Thái, khi trái đất hình thành, Đức Chúa Trời đã tạo ra một người đàn ông và một người phụ nữ. Có người kết hôn, chúng ta vào xem đi. Vì vậy phải rời xa cha mẹ của mình. Hai người tuy hai nhưng lại như một. Họ đã không phải là hai nữa mà đã thành một. Hòa hợp đến nỗi Chúa cũng không thể ngăn cách được họ. Cô dâu và chú rể mời đứng dậy. La Chí Cường, con có đồng ý kết phu thê cùng cô Hà Lệ Quỳnh hay không? Con đồng ý. Còn cô là Hà Lệ Quỳnh, cô có đồng ý lấy La Chí Cường làm chồng hay không? Con đồng ý. Vậy ta chính thức tuyên bố, từ nay hai con chính thức là vợ chồng. Chúa sẽ phù hộ cho hai con mãi mãi hạnh phúc đến đầu bạc trăng lông. Yes sir. Xin lỗi. Mau đi thôi. Em tặng anh một món quà nha. Sao? Muốn tặng đồng 5 xu hay sao? Anh đừng lo, đồng 5 xu bây giờ rất hiếm đó. Anh không được làm mất đâu đó. Em không nhớ ba hay sao? Không, còn anh. Anh nhớ. Chú à, gọi gì ăn đi. Chú không sao đấy chứ? Không sao. Tối qua có mấy khách cãi lộn rồi đánh nhau đó mà. Chú đến ngăn họ lại nên không may bị thương thôi. Chú à, chỉ là công việc thôi, chú có cần phải liều mạng gì không? Chú cũng không còn cách nào khác. À phải, cháu có thấy A Đệ ở đâu không? Cậu ấy đi du lịch rồi. Theo dõi ông ta. Tiểu đệ, nơi đây là nhà của anh hay sao? Chỗ này là nhà thờ, là tổ của ca ca. Khi đến Macau anh cũng hay đến đây. Hay là tối nay chúng ta uống rượu ở đây đi. Em không phải là muốn dùng rượu làm say chết anh đó chứ?
Nè, em biết một điếu thuốc giá bao nhiêu không? Không phải em lãng phí, mà em tự nhiên thấy mũi mình có mùi khó chịu. Anh có thấy như ngọn lửa này có đẹp hay không? Đẹp thì có tác dụng gì? Em xem, chẳng phải tắt rồi sao? Có những thứ ngày nào anh cũng thấy, thì anh sẽ không biết trân trọng nó. Tới rồi, đi lên đó là thấy. Bác à, cậu muốn tìm ai? Bác có thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đến đây hay không? Họ trên lầu đó. Trên lầu sao? Vậy cháu lên trên tìm họ. Dạ, không có chuyện gì đâu. Chú đến Macau làm gì? Để đâu? Anh ấy ở bên kia. Mặt chú bị sao vậy? Tối qua có khách gây gỗ với chú, nên chú vô can thôi. Có phải ba cháu đến tìm chú không? Dù sao bây giờ mọi thứ cũng ổn rồi. Cháu sẽ về Hồng Kông tìm ông ấy. Làm gì vậy? Hê đi. Để à, bà tới đây tìm con. Bà bị sao vậy? Chú ấy nói do chú can ngăn khách đánh nhau ở hộp đêm. Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa mà. Con cũng biết rồi mà. Là Hồng Khung. Vậy thì sao chứ? Con có thể làm gì chứ? Tiểu đệ à, tiểu đệ, ông ấy làm như vậy là nể mặt ba lắm rồi. Nếu con quay về họ sẽ giết con đó. Cùng lắm họ chỉ chặt tay con mà thôi. Cũng không phải là chặt tay ba. Ba lo gì chứ? Nè, sao con lại nói chuyện với ba kiểu đó? Nói cho con biết, nếu không phải vì con thì ba đã đánh chết tên khốn đó rồi. Nghe lời đi, con tạm thời đây vài ngày để ba giải quyết chuyện này đã. Giải quyết cho con sao? Ba giải quyết bằng cách nào? Ba nhìn lại ba đi. Nếu ba có thể giải quyết thì giờ ba có ra nông nổi này không? Để à, nếu muốn trốn thì ba trốn một mình đi. Để à, em cùng đi với anh. Không cần đâu, là ba em đánh ba anh đó. Xin lỗi, anh không muốn em khó xử. À, để à, ra ngoài à. Dạ. Trốn ở Macau hả? Sao mày không chạy lên mặt trăng luôn đi? Đi chết đi. Bắt lấy nó. Bỏ tay ra, không được chạy. Bỏ tay tôi ra, lên xe đi. Bỏ tay tôi ra, mau bỏ ra. Đại ca, mau lên, chở tiểu thư về Hồng Kông. Đồ khốn nạn, ai muốn giết con trai tao thì bước qua sát tao trước. Ba, chém chết nó đi. Ba đi thôi. Chết đi. Ba. Ba. Chém chết nó đi. Không cần nữa, mau đi thôi. Đi thôi. Ba. Ba.
thiên linh linh, địa linh linh. Hạ quan, người thân đừng quay mặt lại, hãy yên nghỉ đi. Anh Lý à, quay mặt lại được rồi đó. Xem thử quan tài đặt đúng vị trí hay chưa. Lấy một nắm đất ném xuống đi, đừng có phủi tay đó. Mong cậu bớt đau buồn, phi hổ đội đang theo vụ này. Cậu nghỉ ngơi chút đi. Đây là quà sinh nhật mà ba cậu mua tặng cho cậu. Nhưng mà không ngờ ông ấy không thể đưa tận tay cho cậu được. Cẩn thận đó. Cẩn thận, anh Khung. Gọi tiểu thư lên đi. Dạ. Tiểu thư à, ông chủ kêu cô đi lên chùa cùng ông ấy. Chúc mừng, quẻ này rất tốt đó. Ngài có bất cứ những gì mà ngài muốn,
tiền tài, danh vọng, may mắn. Năm nay mọi việc đều suôn sẻ, nên mở rộng kinh doanh. Thật sự tốt vậy sao? Đúng vậy anh Khung. Ngài tích đức ở kiếp trước, nên kiếp này được hưởng phước đó. Và gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đây là anh Khung ủng hộ tiền hương khói. Được, để tôi đi cầu phúc cho ngài. Bẩm thiên hậu nương nương, con là Hồng Khung, thành tâm mong ngài phù hộ cho gia đình bình an và thịnh vượng. Tiểu thư, anh Khung nói cô thắp một nén hương. Đúng rồi, cầu thiên hậu ban cho ngài được may mắn. Con hãy đến Pháp và học tập chăm chỉ. Con rất muốn hỏi thiên hậu nương nương, người tốt cũng cầu xin người, kẻ xấu cũng cầu xin người, vậy người sẽ giúp đỡ ai đi? Anh Khung à, bên ngoài đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể tế bái được rồi đó. Bảo đưa tiểu thư đi trước đi. Để tiểu thư bảo đi thôi. Tiểu đệ, đi chết đi. Không phải là tôi làm anh đệ. Xin đừng bắn, không liên quan tới tôi mà. Là đàn em, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của đại ca mà thôi. Không liên quan tới tôi mà. Không liên quan mà. Đi chết đi. Toàn bộ ra ngoài hết đi. Ra ngoài. Họ lên. Mau lên. Ra đây. Hoàng Khung, đứng yên. A đệ, cái chết của ba cậu không liên quan tới tôi. Thật sự không liên quan tới tôi mà. Chính hắn ta là A Khang đó. Dì hãy đi, cậu hãy tha cho tôi đi. A đệ, tránh ra. Ba không sao chứ? Ba, tránh ra. Hãy đi, con cầu xin cậu ta đi. Xin hãy buông tha cho ba. Ông ấy là ba của em. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Cặn bã. Tiểu đệ, tiểu đệ cẩn thận. Tiểu đệ,
sao bà lại bắn anh ấy? Nó không phải là người mà. Không sai, tôi là cặn bã đó. Những người phía trước lắng nghe, các người đã bị bao vây. Hạ vũ khí xuống ngay lập tức. Đừng bắn, tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Hắn ta đã giết hết những người ở đây. Mau bắt hắn ta đi. Đúng vậy, mau bắt hắn ta đi. Mọi người nghe đây, mau hạ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Hãy giàu chung bài do đó.